Rồi, kính chào quý vị và các bạn. Đây là một cái cây sung cảnh của ông bác tôi. Trước đây tôi cũng đã từng quay một cái video. Thì ở đây này thì rất rất chi là đơn giản thôi. Đấy, các bác nhìn thấy là quả bắt đầu đang ra này. Đó. Cái cách mà để mà nó đơn giản nhất ra quả thì cũng đơn giản thôi, đúng như cách của bác Tiến ấy, là bác ấy, bình thường là bác ấy ban đầu bác cứ để cho ăn, xong rồi sau đó nó cằn cỗi ngừng tưới nước 3 ngày. Đây. Nhìn lên dâu quá quá chưa? Đấy. Và đặc biệt là những cái dâu quá này thì không giật, để nguyên cho nó ra tự nhiên. Đó, đây là những cái quả mà bác ấy nói là ăn hết rồi. Ăn thì chủ yếu là cho ăn phân NPK thôi. Đó là cái cách mà để mà cho sung nó ra quả, rất dân dã và đơn giản. Sung thì cứ chọn sung nếp mà chơi. Đó. Các bác thấy chưa? Đó là một cái cách mà bác tôi làm cho sung ra quả một cách tự nhiên nhất, chỉ cho ăn lân NPK và đặc biệt là ngừng tưới nước 3 đến 4 ngày và sau đó lại tưới nước tiếp thì nó sẽ tự động, nó sẽ cằn, là cây sẽ lại ra. Đây, tôi sẽ cho các bác xem cái gốc cây sung cũng rất già rồi, tuổi đời. Đó, ta xem. Đây là những cái mắt tiếp này. Chúng ta sẽ nhìn thấy sung ra quá rất chi là tuyệt vời, đúng đúng không ạ? Rất sai đúng không ạ? Nó đang có từng chùm một.
cái sung này cũng chưa được bác làm cắt giật để nó ra một cách rất tự nhiên thôi. Cái cây này mà nếu mà làm cắt giật thì nhìn nó cây nó sẽ khôn hơn một chút. Cơ bản là bác ấy muốn để cây này rất tự nhiên. Các bác nhìn cái gốc cây sung rất ra giá trị đúng không ạ? Đó, đặc biệt là bây giờ trong các cái tháng 3 này mà sung có quá thì cũng đầu xuân này thì cũng hay đấy. Các bác cứ làm như vậy thì sung kiểu gì cũng sẽ ra quả rồi. Cách làm rất đơn giản, cứ cho nó nhịn ăn, nó cạn một thời gian nó sẽ tự khắc, nó sẽ phải khô cây đi và nó không còn chất để cây nó già nó cằn và nó sẽ ra quả rất tự nhiên. Bác lại đi chơi bác. Đó là một cái cây sung của bác thôi. Đây là cây hoa pháo này. Đây, cây nó đã tàn rồi. Video của tôi thì đến đây là kết thúc. Thì các bác xem nhớ like và comment và cho tôi một cái cách nhìn nhận từ phía các bác về cái cây sung này để tôi xem cái cây sung này làm bằng cách như nào để cho đẹp nhất. Các bác hãy cùng
có ví dụ tôi để tôi sẽ làm lại cái cây sung này. Thì cây sung này nó rất tự nhiên, có những cái cành thì sẽ theo như các bác có cần nên bỏ bớt cái cành nào đi và cắt giật những cái cành như thế nào để cho cây nó thật côn và nó thật hay hơn. Đó nhá, các bác nhớ comment giùm tôi nhá. Rồi. Vậy tôi xin chào quý vị và các bạn.